Nói chung là với các mô hình ba club ánh sáng của Trung Quốc thì đương nhiên thì họ luôn là người đi đầu rồi. Bởi vì họ là đơn vị sản xuất ra được, họ là đơn vị nghiên cứu ra được nên họ chủ động về công nghệ. Còn toàn bộ thì tất cả những cái vật tư này thì nó rất là rẻ nên là người ta chủ động được sáng tạo trong các mô hình giải trí của club. Nếu như ở Việt Nam chúng ta thì còn phải nhập những cái sản phẩm này với giá thành rất cao, và quá trình từ khi cái giá thành đã cao rồi thì cái quá trình thi công và mọi thứ nó cũng sẽ tốn rất nhiều chi phí. Nên em đang muốn tìm một cái giải pháp mà có cái hệ thống ánh sáng có thể là mượt mà hơn trong những cái club mà đẳng cấp. Mà các bác có thể, nếu như các bác đã đi những club rất là lớn ở Hạ Long thì bác có thể thấy là có những hệ thống dàn nâng hạ nó vô cùng là đẳng cấp. Thì em cũng mong muốn tìm được những giải pháp mà nó hệ thống nó mượt mà hơn, nó đẳng cấp hơn để kết hợp với hệ thống âm thanh, nó có một cái club nó thực sự là đẳng cấp. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai club và chủ đầu tư cũng đang rất tin tưởng giao phó cho, và mong muốn một cái hệ thống âm thanh, ánh sáng, nội thất nó phải thực sự là đẳng cấp và khác biệt. Thì hệ thống âm thanh chúng ta đã có những hệ thống âm thanh vô cùng là tuyệt vời rồi. Đó, chúng ta cần những hệ thống nội thất thì bên em cũng đang hợp tác với những đồ nội thất hàng đầu tại Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta đang còn thiếu cái giải pháp hệ thống ánh sáng thôi. Như này thì không có gì đặc sắc lắm. Cái em muốn ngày hôm nay đó chính là cái hệ thống biểu diễn, chứ nó không phải là tĩnh như thế này. Đây là khu sân khấu. Khi cái dàn này được lên thì công nhận ở nhiệt độ đây tăng rất nhanh. Nó chỉ có một hệ thống trưng bày như này thôi, nhưng mà hệ thống phô diễn thì nó không có nhiều. Đây không phải là cái em đang tìm kiếm, nhưng mà tiện thể đến đây thì quay phim các bác cùng trải nghiệm.
chung ở đây thì cái sức mạnh nó đang được thể hiện bởi vì là nó nhiều đồ thôi. Tức là nó nhiều beam, nó nhiều đèn thì nó lên trở lên ấn tượng thôi. Chứ còn cái em đang muốn tìm kiếm đó chính là một hệ thống nó phải lên xuống, nó phải ấy cơ. Chứ còn như này thì nó đẹp bởi vì là nó nhiều beam, nhiều đèn. Chứ còn về độ đặc sắc thì nó không có. Nhưng mà về cơ bản thì như này cũng là quá khủng khiếp rồi. Con đèn này rất là chi tiết. Nhưng mà cũng phải công nhận là nó đẹp đi. Bởi vì nó nhiều nên là nó sẽ chi tiết hơn. Nó nhiều nó sẽ chi tiết hơn. Và đẹp như này thì chắc là cũng nhức người, quá ấn tượng. Nhưng mà để một cái club nào đó mà đầu tư được từng này hệ thống beam và từng này hệ thống ánh sáng thì cũng cả là một vấn đề. Nhưng mà để đạt được yêu cầu ánh sáng này thì cái chân nó phải rất là cao. Thank you.